Hello, chào mừng anh em đến với video số 4 trong chuỗi video hướng dẫn sử dụng Bóc Phone Farm Facebook cùng Vương NC. Và trong video này thì Vương sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta có thể thiết lập và chỉnh sửa kịch bản trên tool Bóc Phone Farm để chúng ta có thể chạy cái phone farm của chúng ta nhé. Ok, thì để thiết lập được cái kịch bản này thì mọi người sẽ mở cho Vương là phần mềm Bóc Phone Farm lên. Sau khi mở phần mềm Bóc Phone Farm lên thì mọi người để ý giúp Vương đó là cái cấu hình tương tác đây này. Khi mọi người kích vào cấu hình tương tác thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở cái mục tùy chọn tương tác và ở đây nó có phần chọn kịch bản đây. Anh em đã được bên Vương thiết lập sẵn cho 42 cái kịch bản. Vậy thì trong video này Vương sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta chỉnh sửa và sử dụng các kịch bản này nhé. Ok, thế thì để chỉnh sửa và sử dụng cái kịch bản này thì đầu tiên mọi người kích vào cho Vương ở mục quản lý kịch bản. Khi chúng ta kích vào mục quản lý kịch bản này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái danh sách kịch bản nó nằm ở bên tay trái đây. Thì tương ứng với mỗi một kịch bản nó sẽ có những cái hành động khác nhau. Giả định ở đây là kịch bản ngày nuôi số 1 thì sẽ có là gì? Là kịch bản xem reel, rồi xem video, rồi tương tác new feed, rồi xem video theo từ khóa, rồi đọc thông báo. Bản ngày nuôi số 1 cho đến kịch bản ngày nuôi số 7 thì đây chính là kịch bản ứng dụng cho một tuần. Tức là một tuần thì sẽ từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, xong lại lặp lại là gì? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Vậy thì với kịch bản nuôi này từ mục 1 cho đến mục 8 anh em không cần phải chỉnh sửa gì. Tuy nhiên với những kịch bản từ mục 9 trở đi, từ mục 9 cho đến mục 42 đấy thì anh em sẽ phải chỉnh sửa. Vậy thì khi chúng ta làm thì chúng ta chỉnh sửa như sau. Đến một cái kịch bản nào đó, giả định ở đây là kịch bản là xem video theo từ khóa. Vậy thì chúng ta phải đi cho cái tool này nó biết được cái từ khóa mà cái video chúng ta cho cái dàn ạc và nick Facebook của chúng ta đi xem nó là cái từ khóa nào. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải sửa cái nội dung từ khóa. Và để sửa được cái nội dung từ khóa thì mọi người nhìn này, trong tất cả các kịch bản từ số 8, số 9 trở đi, trong mỗi một kịch bản thì nó sẽ có hành động chính và hành động phụ. Vậy thì hành động chính Vương đã để ở vị trí số 1 trong tất cả các kịch bản còn lại. Mọi người chỉ cần kích vào dòng số 1 là cái hành động số 1 này này, gõ chuột phải và sửa hành động. Rồi, thì trong mục sửa hành động này thì mọi người sẽ làm gì? Mọi người sẽ điền cho Vương cái từ khóa nhá mà mọi người muốn dàn nick Facebook của mọi người đi xem. Giả định là Vương muốn cái Vương bán hàng phone farm thì Vương sẽ cho cái dàn nick của Vương đi xem những cái video có chứa những cái từ khóa là phone farm. Rồi thì những cái video chứa từ khóa là gì? Xây kênh, là bán hàng, tuyển cộng tác viên, ví dụ thế. Rồi có thể là ở các ngành hàng khác thì có thể là spa, làm đẹp, rồi thời trang, rồi này kia vân vân nhá. Mọi người có thể cho các cái từ khóa mà nó liên quan đến sản phẩm của chúng ta vào đây. Sau đó mọi người thiết lập cho Vương cái mục thời gian. Thời gian xem đấy là từ 300 cho đến 350 giây. Và ngoài xem ra thì chúng ta còn có thể làm được thêm các tác vụ sau như là có like không, có share lên tường hay không, có comment cái gì hay không. Giả định là Vương muốn comment vào những cái bài viết, những cái video có chứa các từ khóa này thì Vương đặt các nội dung comment vào. Comment có thể là nội dung bán hàng, có thể là nội dung kêu gọi cái hành động nào đó. Thế kêu gọi hành động thì có thể là gì, là hãy xem thêm video về phone farm chẳng hạn thế tại đây nhé. Xong sau đó là gì, Vương cho một cái link, ở đây có thể là link page, có thể là link link kênh YouTube đúng không, link kênh TikTok vân vân. Mọi người có thể comment vào đây và ở đây chúng ta có thể comment được rất rất nhiều lần khác nhau. Mỗi một dòng ở đây nó tương ứng với một cái comment. Mọi người nhìn thấy chữ nội dung bình luận đang là ba này, tương ứng với ba dòng này. Vậy thì cái dàn nick của chúng ta nó sẽ vào, nó nhập random, nó có thể nhập cái dòng bình luận này để nó comment, có thể là dòng bình luận này, có thể dòng bình luận này, và mọi người có thể dán hàng trăm cái bình luận vào đây cũng được, nó không hạn chế số lượng, được chưa? Thì đấy là cách để chúng ta có thể chỉnh sửa và thiết lập các cái kịch bản mà chúng ta muốn chạy. Và sau khi chúng ta thiết lập xong thì mọi người kích vào nút cập nhật cho Vương, ấn Z. Như vậy là chúng ta đã chỉnh sửa xong. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể thiết lập kịch bản cho tất cả những cái kịch bản còn lại. Từ là live stream này, đấy, búp mắt xem live stream này, rồi share bài tăng tương tác cho live stream này, rồi búp like, búp comment cho chính cái bài viết của chúng ta, làm cho bài viết trên page của chúng ta đẹp hơn. Đấy, chúng ta kích vào đây, tương tác vào bài viết chỉ định. Đấy, chúng ta có thể dán link vân vân. Thì mọi người có một cái nhóm là nhóm support 11 rồi, trong vòng 12 tháng dành cho những khách hàng mua Bóc Phone Farm của bên Vương rồi.
Nên là khi mọi người làm đến cái kịch bản nào mà mọi người không hiểu ở trong này, mọi người có thể hỏi nhé. Thì Vương có thể là ultra và hướng dẫn support cho mọi người luôn. Được chưa? Rồi ngoài ra nữa là trong quá trình làm mọi người muốn tự thêm kịch bản thì sao? Đúng không ạ? Chúng ta muốn tự thêm kịch bản thì sao? Thì mọi người sang cái cột kịch bản này, gõ chuột phải, rồi kích vào là thêm kịch bản, đặt tên cho nó. Ở đây giả định là Vương muốn đặt một cái tên là kịch bản là demo. Đấy, sau đó Vương ấn thêm. Như vậy là kịch bản số 45 nó đã xuất hiện và nó có chữ là demo. Và trong kịch bản này thì chúng ta sẽ phải cho nó những cái hành động gì? Ở đây Vương sẽ làm một cái kịch bản tổng hợp gồm nhiều hành động khác nhau, thì Vương sẽ gõ chuột phải là thêm hành động. Rồi trong thêm hành động này bắt đầu nó sẽ xuất hiện với chúng ta là những cái hành động mà cái tool này nó có thể làm được ở trên nền tảng Facebook. Có thể là đọc thông báo, xem reel, xem story, rồi tương tác tường, rồi kết bạn theo từ khóa, kết bạn theo tệp UID, rồi tham gia nhóm theo từ khóa, tham gia nhóm theo tệp, tham gia nhóm theo gợi ý, đăng bài lên tường, đăng bài lên nhóm, đăng bài lên page, rồi đây book comment, rồi đi thì book like, book comment vào bài viết của page nhà mình, tăng like, tăng comment, rồi đây tương tác với bài viết theo từ khóa, vân vân. Rồi thế Vương thích cái hành động nào thì Vương kích vào đấy. Giả định đây là hành động đọc thông báo, rồi Vương có thể thiết lập các cái thông số ở đây, được chưa? Rồi ấn thêm, rồi tiếp tục lại đi thêm hành động, có thể là đi là tương tác với bảng tin, rồi thêm. Đây cái này gọi là hành động phụ. Tiếp tục kết bạn theo từ khóa, thì kết bạn theo từ khóa này thì chúng ta sẽ điền danh sách nào nào mà tất cả những cái gì mà liên quan đến số lượng nha mọi người, điền cho Vương không quá 15. Ở đây có thể là đi 5 cho đến 10 năm, giả định như thế. Thì nó có thể là đi kết bạn theo từ khóa, nó là từ 5 người bạn cho đến 15 người bạn. Vậy từ khóa ở đây chúng ta điền là gì? Thì cái kết bạn từ khóa này giúp cho chúng ta sẽ kết bạn với tệp nam hoặc tệp nữ. Giả định ở đây Vương muốn là kết bạn với những người đàn ông, những vào tệp nam, thì Vương sẽ điền toàn bộ những cái tên của giới tính nam vào đây. Thì để làm được cái này thì mọi người, nếu mọi người ngại điền thì mọi người cũng có thể vào chat GPT ấy. Vào chat GPT này, xong mọi người yêu cầu nó là liệt kê khoảng 100 cái tên của người Việt, thì nó sẽ cho chúng ta cái danh sách tên, danh sách 100 tên nam của người Việt đây. Đấy, mình có thể copy luôn danh sách 100 tên. Xong mọi người có thể là gì? Dán thẳng vào tool như thế này. Được chưa? Đây 100 này, nó báo số lượng 100 này. Đấy, sau đó chúng ta lại thêm. Rồi tương tự gì? Chúng ta lại cho đi gì? Đi đăng bài lên tường đi. Đăng bài lên tường thì đây nó có văn bản đấy. Và đăng số lượng là bao nhiêu? Lên tường là lên chính cái từng cái link Facebook của chúng ta. Thì cũng có thể là gì, là nội dung bán hàng. Đúng không? Có thể là nội dung kêu gọi hành động. Đấy, được chưa? Và ở đây có một cái lưu ý, đó chính là cái nội dung này chúng ta đăng ở cái dạng nào, là dạng một dòng hay nhiều dòng. Nếu một dòng thì cứ mỗi một lần anh chị em viết xong, anh chị em enter là một bài. Cứ enter là một bài, enter là một bài. Thì đấy là một cách. Nếu anh chị em muốn đăng nội dung nhiều dòng thì mọi người tích vào nhiều dòng, thì ở đây có một cái lưu ý. Ở mỗi một cái bài, ở đây đây là bài 1. Chúng ta viết xong bài 1 chẳng hạn. Xong nó có nhiều dòng đúng không? Dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng vân vân. Đúng không? Là hết một bài. Thì khi hết một bài ấy, chúng ta muốn báo cho tool biết là tôi muốn làm cái bài thứ hai, thì mọi người giữ phím shift và phím sổ đứng ấy, nó nằm ở trên, ở bên trên phía của cái nút enter đấy, nằm ở dưới cái nút xóa, thì mọi người ấn cái sổ đứng đấy, cái sổ đứng này. Thì khi chúng ta kê khai cái sổ đứng này, tức là chúng ta đang kê khai cho tool nó biết là tôi đã hoàn thành xong một bài. Và tương tự như vậy chúng ta có thể là điền bài 2 bằng cách là thì enter xuống, sau đó chúng ta dán, và ở đây chúng ta sẽ mục là bài 2. Tương tự thế thì là đi bài 3, bài 4 và vân vân, tất cả các bài tiếp sau đó nó đều cách nhau bởi bởi một cái dấu số đứng kia. Đây, mọi người nhìn đấy, danh sách nội dung đang là 3 bài. Nếu mà Vương xóa cái số đứng này đi thì nó sẽ thay đổi khác, mọi người nhìn nhé. Xóa đi này, thì lúc này nó không còn là số 3 nữa. Đấy. Tiếp tục để Vương xóa hết đi. Nó báo về còn có một bài thôi, được chưa? Vì chúng ta đang không không kê khai cái số đứng nên nó báo chỉ là một bài. Đấy, nên là mọi người muốn tách các bài với nhau thì mọi người cứ sổ đứng cho Vương, được chưa? Thì nó sẽ báo tách bài cho mình. Thì các con nick ấy nó sẽ vào đó và nó nhập random từng bài khác nhau. Tương tự như vậy chúng ta có thể làm tới hàng trăm bài viết ở trong này nhé mọi người nhé. Rồi ngoài ra nữa, bài khi chúng ta đăng lên thì mục ảnh đây. Thì làm nào để lấy được cái mục ảnh? Thì chúng ta cần phải có cái thư mục ảnh ở trong máy tính. Và đây là cái kho ảnh thư mục ảnh của mình có thể click vào đây. Sau đó mình copy cái địa chỉ mục ảnh, rồi mình dán vào tool.
Như vậy là bên trong này có bao nhiêu ảnh cũng được, hàng nghìn ảnh càng tốt. Và khi chúng ta kê khai cho tool là số lượng ảnh thì thường có thể là một bài hoặc là từ 4 bài trở lên nhé, mọi người đừng có đăng ảnh 3 bài nhé. 4 bài trở lên thì ở đây có thể 4 cho đến 9 hoặc đến 5 vân vân. Mọi người muốn đăng bao nhiêu ảnh thì nó sẽ đăng đùm từ có con nick thì nó sẽ đăng 4 ảnh, có con nick nó đăng lên tường là 5 ảnh, con đăng 6 7 8 9 ví dụ thế. Sau khi mọi người làm xong thì mọi người lại thêm ấn Z. Như vậy là chúng ta lại thêm được một cái kịch bản là đăng bài lên tường. Sau đó chúng ta lại ấn thêm hành động. Thêm hành động đây chúng ta có thể là lựa chọn đến kịch bản tham gia nhóm. Thì đây chúng ta có thể là tham gia nhóm theo từ khóa cũng được. Thay vì là chúng ta phải đi quét nhóm thì chúng ta kê khai từ khóa ở đây thì tool nó cũng tự đi tìm, tự quét nhóm, nó tự tham gia cho chúng ta. Được chưa? Số lượng thì cứ dưới 15 là được. Cứ 5 đây là định là 5 là 10. Được chưa? Thời gian thì mình đặt là thì làm cứ 10 cho đến 15. Đấy, mình cứ loanh quanh trong cái khung thời gian đấy được. Và mình muốn tham gia từ khóa nào, nhóm có chứa từ khóa nào thì mình điền vào đây. Giả định Vương bán bóc full farm thì đầu tiên cái nhóm có chữ bóc full farm là nó sẽ tham gia. Đúng không? Rồi những nhóm liên quan đến thì bán hàng online nó sẽ tham gia. Rồi những nhóm liên quan đến là tuyển cộng tác viên, những nhóm liên quan đến xây kênh, rồi những nhóm liên quan đến Facebook Ads. Đấy, mình cứ điền vào đây. Thì khi chúng ta kê khai như thế này, các cái link Facebook của chúng ta nó sẽ đi nó tìm vào đây này. Đấy, giống như là kiểu bán hàng online. Xong nó thấy cái nhóm nào đúng không? Nó vào một nhóm này. Xong nó thấy các cái nhóm nào có chữ từ khóa bán hàng online đây, nó cứ tham gia cho đến đủ cái số lượng chúng ta kê khai ở trong này là 5 đến 10. Đấy, sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta thiết lập thêm cái mục trả lời câu hỏi là yes, ok, đồng ý chẳng hạn thế. Tức là đôi khi có những cái nhóm nó yêu cầu chúng ta trả lời những câu hỏi thì nó sẽ tự động nó trả lời những câu hỏi này vào cái nhóm đó, được chưa? Rồi sau đó mọi người ấn thêm. Thì cái mục này mọi người lên để khoảng độ 5 cái câu trả lời, khoảng 5 câu trở lên là ok nhé. Sau đó mọi người ấn thêm, ấn yes. Và tương tự chúng ta có thể thêm tất cả những cái hành động khác nhau, cứ thêm và thêm thôi cho đến khi chúng ta làm. Thì đây ví dụ đây một cái kịch bản mà Vương đang làm nhiều nhất này, Vương thường xuyên làm hàng ngày đây, là đây cái kịch bản này có 12 cái hành động. Được chưa? Thì mọi người có thể tự động thêm cho mình kịch bản để mọi người làm. Và thường ấy, thì là những cái ạc mà nó khỏe ấy, những cái ạc nó khỏe nó sẽ làm được những cái kịch bản tổng hợp như này. Thay vì chúng ta chạy từng kịch bản một thì chúng ta sẽ chạy luôn một kịch bản tổng hợp. Rồi sau khi nó chạy một cái kịch bản tổng hợp này xong là xong, chúng ta không cần phải làm đi làm lại, chúng ta cũng không cần phải ngồi canh nữa mọi người nhá. Còn những cái ạc yếu thì tốt nhất là không nên làm như thế này. Những cái ạc mà mua khoảng độ có những cái năm tạo ấy, nó khoảng năm 2 nó cách đây khoảng 1 năm là ok. Thì mọi người lên dùng những kịch bản tổng hợp này chạy một lần thôi, không cần phải chạy quá nhiều. Và chạy xong là nghỉ thôi nhá, chúng ta cũng không cần phải chạy đi chạy lại làm gì. Bởi vì chạy xong một cái kịch bản như này khá là ok rồi. Với kịch bản này của Vương đang kéo ấy, thì là để hoàn thiện, tức là một cái nick nó chạy hết được 12 cái hành động này ấy, là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 40 phút ấy. 40 phút mới xong. Và sau khi mà mọi người đã thiết lập xong các kịch bản của mọi người rồi thì mọi người có thể đóng lại. Rồi ra mục này mọi người chọn vào kịch bản mà mọi người muốn chạy. Giả định ở đây Vương sẽ chọn vào kịch bản là số 42. Rồi, sau khi Vương chọn vào kịch bản số 42 này rồi thì Vương ấn sẽ ấn là lưu, ấn yes. Và mình lập lại quy trình là chọn cái số tài khoản mà chúng ta muốn nó thực hiện cái kịch bản đó. Có thể là chọn tất cả hoặc là có thể chọn một phần bằng cách là kích chuột trái vào cái mục mà chúng ta muốn, mục đầu tiên, cái link đầu tiên. Sau đó chúng ta giữ phím ship, chúng ta có thể kích đến số tiếp theo là số 50. Đấy, gõ chuột phải, chọn bôi đen. Như vậy là chúng ta sẽ chọn chạy tương tác. Và lúc này chúng ta chỉ chạy cho 50 ạc mà thôi mọi người nhé. Đây, ví dụ Vương chạy cho 50 ạc này, ấn chạy tương tác thì nó sẽ xuất hiện cái bảng thông báo là số thiết bị chúng ta đang có là 20 đây. Sau đó chúng ta ấn lưu. Như vậy là nó sẽ collect phone và nó sẽ chạy thôi. Được chưa? Đây. Đấy, nó collect phone như thế này thì chúng ta có thể xem màn hình live stream bằng cái lợi ích này, kích vào đây nhìn nó sẽ tiến hành và nó sẽ chạy thôi. Đấy, và chúng ta ngồi tận hưởng thôi, hưởng thụ thôi và xem chúng nó làm việc thôi. Nhà nó có anh em đấy, nó lốc, nó sẽ lốc ạc này. Và trong cái kịch bản này thì vì khi chúng ta đã thiết lập kịch bản nhá, khi chúng ta thiết lập kịch bản, trong kịch bản có bao nhiêu hành động thì cái nick Facebook này nó sẽ phải làm bấy nhiêu hành động, nó làm hết sạch chính danh. Có thể là lần lượt, có thể là random. Nhưng miễn làm sao mà nó hoàn thiện hết 12 cái hành động này thì nó mới gọi là tương tác xong. Còn không thì nó cứ chạy cho đến khi nào xong 12 cái hành động này thì nó mới thôi. Được chưa? Đây mọi người ra nhìn màn hình nhá. Đấy. Con thì sẽ đi là gì? Con này đi đọc thông báo này. Rồi, con này thì đi nước bảng tin này. Con này thì đi kết bạn này.
Đấy, con này thì đi thêm bạn bè này, con này thì đi tham gia nhóm này. Đấy, rồi xem, con này thì đi chấp nhận lời mời kết bạn này, đây chấp nhận lời mời kết bạn đây. Rồi tiếp tục xem, à, nó làm gì nữa? Con này thì đang login này. Rồi, con này thì đi spam comment đây. Đấy, muốn dùng Bóc Phone Farm để bán hàng thì dùng đây nhé. Đấy, kênh Vương Nancy này, thấy không? Đấy. Được chưa? Rồi đi đâu nữa? Có những con này nó sẽ đi tham gia nhóm. Đấy, vân vân, đủ hết. Đây, con này đi tham gia nhóm đây. Được chưa? Đấy, chúng ta ngồi chúng ta cứ xem này thôi. Ok, và như vậy là Vương đã hướng dẫn xong cho anh em kiến thức thiết lập kịch bản và chỉnh sửa kịch bản nhá. Và trong trường hợp nếu anh em thấy nó nhanh quá thì anh em có thể tua chậm lại để anh em xem từ từ nhá. Và nếu trong trường hợp mà sau khi xem video này mà anh em vẫn chưa hiểu cái kịch bản này thì anh em có thể comment hoặc email vào nhóm support để Vương có thể hỗ trợ thêm cho anh em nhé. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video số 5. Bye bye.